Vào trong rửa sạch sẽ chân tay rồi ăn bát cơm kẻo đói. À, có đôi áo mới dì để trong buồng, hai anh em ăn xong mặc vào, lên đây dì bảo. Dạ. Mình ơi, các con nay đã lớn khôn, không khỏi tủi hờn bởi số phận éo le đã đôi đường chia cách, số nhà mình mái tranh vách đất. Em cũng nguyện làm theo di huấn của mình, phần em sẽ gắn lo chu tất gia đình, còn các con phải theo bề ăn học. Em sẽ gắn vượt qua khó nhọc, mong cho con sớm được lên để nơi xa mình cũng được mình cười.
đi phần nào gánh nặng. Dì ơi, kìa, mạnh, muộn rồi sao dì còn chưa đi ngủ? Con, à, cơm canh dì vừa hâm nóng, con đã ăn thêm chưa? Kéo đêm ngủ đói lòng. Dạ, bẩm dì, tấm lòng dì như ánh trăng trong, đã thương con không khác nào con đẻ. Con, biểu miệng tiếng đời vốn không ưa hai từ gì cả, mà sao dì tốt thế à dì? Mạnh, sao hôm nay con lạ vậy? Dạ không, không có gì đâu à. Chỉ là con, con muốn tạ ơn dì. Kìa, con. Dì ơi, cha mẹ con không may đều sớm thác đi, từ tấm bé một mình dì nuôi dạy con. Nếu không có gì, con biết lấy ai nhờ cậy? Trong giấc chiêm bao vẫn vọng tiếng ru hồn, vọng tiếng nghi ơi nghi à ngày xưa ấy, dì ru trong gian lại ru tình mẹ mi ru ngọt ngào. Trời biển của dì biết đến khi nào con mới đền đáp được. Mạnh, dì thương con sớm chiều chẳng quản, mong cho con sớm được nên người. Nhưng dì ơi, chuyện dì nói hôm xưa, con thực lòng không muốn mình đi học. Con, cả một đời dì đã chịu bao khó nhọc, nay lại phải lo cho con thực chẳng đành lòng. Dì cứ cho con ở lại đâu đần, để một mình em chồng con đi học. Không, mẹ ơi, con không đi học một mình đâu, anh Mạnh cũng phải đi học với con cơ. Ừ, anh Mạnh sẽ đi học cùng với con. Có thế chứ. anh Mạnh ơi, mẹ may áo mới cho anh này. Dạ, con đỡ ơn gì, nhưng áo con còn mới. À, em cầm lấy, phải nghe anh lên đấy còn có cái dùng. Không, em ứ nghe đâu, anh không đi thì em cũng không đi, đã đi học thì cả hai anh em mình phải cùng đi học. Mẹ ơi, con nói thế có đúng không hả mẹ? Ừ, anh Mạnh sẽ đi học cùng với con. Mạnh, dì biết con thương và lo cho dì vất vả, nhưng chúng ta phải làm theo lời di huấn của cha con. Anh em các con phải được học hành đỗ đạt. Dù có phải lặn lội nắng mưa thầm cò vất vả, mẹ chẳng tiếp thân mình che chở cho các con. Dạ thưa dì, vậy từ nay việc từ đường hương khói con cậy có gì, anh em con đi học đường xa, công sức ấy con ơn gì vạn bội. Ôi, hay quá, thế là anh Mạnh đi học với con, nghe nhỉ? Dì ơi, con chim non được chúng con cứu vớt, nay đã biết hót, biết tự kiếm mồi. Chúng con đi rồi, dì chẳng có lúc thảnh thơi, con muốn chim non được sổ lòng tìm về tổ ấm. Mẹ ơi, đúng đấy mẹ ạ. Các con nghĩ như vậy thật có tình có nghĩa. Mong chim non gặp mẹ, bao nhiêu ngày phải sống xa đàn. Anh Mạnh ơi, để em thả nhá. Kìa em, hãy để sáng mai, chứ đêm tối chim biết đâu mà tìm mẹ. Trước khi đi anh em mình sẽ thả, hãy để chim non ở lại hết đêm nay. Ừ, anh con nói phải đấy. À thôi, bây giờ các con hãy vào đi nghỉ, để mai còn dậy sớm lên đường. Dạ. Anh Mạnh ơi, áo của anh này. Cung niên
ngày dạy dăm ba đứa học trò vui thú điền viên nơi xóm nhỏ ngang cảnh quan trường lắm con sen ấy như tôi đây công cốc ở huyện La Chả đi chợ Trần Giang mua sách xếu vào thi trường Phượng ấy văn tôi làm đã hay như kiếp dấu anh vịt cũng chẳng dám le thượng treo biểu hạ chích chòe thơ thất luật lủi ra như bổ ấy. Ê, thầy ơi lủi ra như cuốc chứ thầy. Anh con mà biết xỉ. Thì thầy biết thế nào. Này cuốc để lâu ngày không bổ à. Nó han đi dín ra thế. Văn tôi đã hay chữ tôi lại tốt sách của tôi cứ như là đổ rơi vào. Nhầm rồi thầy ơi, như đổ son vào chứ thầy. Này hả? Phải cái son nó xấu à. Chữ nó nhòe đi à. Có khác gì là mắm rươi mà thầy. Cha hiểu quan chấm trường người nhầm nhặt làm sao thi không đỗ thế mới biết là học tài thi phận. Tôi còn lạ gì văn bài võ trận tưởng khoa này là nhang cống cầm tay. Nhưng dòng nhà tôi có mã làm thầy nên tôi mới quay về mở trường dạy dăm ba đứa trẻ cho nó thông minh sáng láng. Phải rồi, nhà thầy đây vắng vẻ chỉ có tiếng bi bô con trẻ mái trường nghỉ danh vách nữa bốn mặt gió lùa trống huếch trống đã bấy lâu nay vắng người nội chợ tê ca ấy cảnh thì nhà quạnh cám ba màu vừa lợn gà thời hết đi trọng hết giờ cám ba rau vừa lợn gà thời hết nói quê ở xa đường nghe tiếng thầy độ lượng văn chương dạ tiếng thầy nó bay xa thế cơ à dạ bay xa lắm với thầy ạ thế các con nói quê ở xa đường các con còn nhỏ dại thế này các con đến đây không có ai đưa các con đi à dạ thầy ơi có mẹ con thầy ạ là có gì con thầy ạ gì á à? Gì là gì thế nào dạ gì là vợ lẽ bố con đấy thầy ạ vợ lẽ à thế được các con mau ra bảo gì vào nhanh lên bảo gì vào mẹ ơi thầy mời mẹ vào gì ơi thầy mời gì vào à dạ xin chào thầy ạ ôi kìa gì vâng thầy ơi con mới gọi là gì sao thầy cũng gọi là gì ạ cái thằng này mày là học trò tao gọi thay mày chẳng được chẳng mấy khi rồng đáo nhà tôm thế để mời gì vào chơi trong buồng sao thầy lại mời gì con vào chơi trong buồng cái thằng này buồng đây là buồng học chứ buồng gì mà mày để kính gì ngồi thầy ơi thầy bê ghế đi kia dì con chả dám ngồi đâu thầy ạ mẹ con chả dám ngồi đâu dì nó mà ngồi vào đây ông bê từ giờ đến tối để mời dì ngồi ạ à.
thế ra đằng ấy đưa con đi học đấy. Dạ vâng ạ. À, thế thế ông nhà đâu không đưa các cháu sang mà để gì phải đưa các cháu sang? Dạ thưa thầy, nhà cháu khuất núi rồi ạ. Khuất núi à? Dạ vâng ạ. Khuất núi là người bên này núi, người bên kia núi, không trông thấy nhau gọi là khuất núi à? Dạ thưa thầy, khuất núi là nhà cháu quá cố rồi à? Chết thật, cái bà này cờ bạc gì mà lại cầm cố cả ông nó đi thế nhỉ? Ấy chết thầy ơi, quá cố là nhà cháu chết rồi à? Chết rồi à? Dạ. À thế ông nhà tên là gì? Dạ, nhà cháu tên gọi Tôn Dân. Tôn Dân à? Dạ. Tôn Dân à? Ôi tôi đúng rồi. Ôi rồi. Thế là tôi mất một người bạn thật rồi. Ơi anh Tôn Dân ơi, là anh Tôn Dân ơi. Em ơi, thầy là bạn của cha mình đấy. Phải. Tôi với ông nhà là bạn chí thân đấy. Cùng nhau học một thầy đấy. Thảo nào đêm qua tôi chiêm bao. Thầy ơi, thầy chiêm bao thấy gì thế hả? Chiêm bao thế ông ấy về. Ông ấy dặn dò tôi thế này này. Ơi ơi. Anh ơi. Ấy chẳng qua số rồi run rủ. Không may tôi chết trước anh. Tôi còn hai con nhỏ mong anh dạy bảo chăm nom. Và tiện thể trông luôn cả mẹ cháu nữa. À, thầy ơi, không được đâu thầy ơi, không được đâu thầy ơi. Đấy là lời anh Tôn Dân anh đã dặn như thế, mà lời người chết là thiêng lắm đấy. Dạ thưa thầy, tình cảnh của tôi chắc thầy cũng hiểu. Hôm nay tôi đưa cháu sang học thầy và chăm sự nhờ thầy chỉ bảo. Bây giờ đang mùa gặt hái, xin phép thầy tôi về. Thu xếp xong, tôi lại mang lương thực sang cho các cháu. Lại xin được hầu thầy à? Ê kìa, kìa dì, dì đã đưa các cháu sang đây tôi sẽ hết lòng dạy bảo. Ô, mà dì này, thế hai thằng này là con gì cả? Hay đứa con đứa cháu đây? Dạ thưa thầy, thằng bé này là con tôi đẻ, còn thằng lớn đây là con bà già cháu đấy à? Thảo nào trông khác khuôn. Ông nhà những hai bản xoay cơ đấy. À, thằng bé, bé đứng xe lên cho thầy nom cái nào. Úi dồi, thằng này mặt mày thông minh lắm. À, sau này đố to đấy. À, này, 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 sang thầy bé. Thầy ơi, thầy bé con. À. Úi dạ, thầy ơi, con cũng học được, thầy bé con nữa à? Mày á, mày có mà học chọc bát cơm. Thầy ơi, anh con cũng học được, thầy bé cả anh con đi. Ừ, học được, nhưng mà kém mày. Không, anh con cũng học được. À này, ôi dì ơi, tôi đã tính với dì thế này nhá. Dì đã đưa các cháu sang đây rồi, thì dì về bên nhà xem có cái nồi, cái niêu, cái rổ, cái rá, cái chân, cái chiếu, cái bát, cái đũa nào. Dì cứ bốc cả đại đồn sang đây để trông nom rạch rũ, còn thổi cơm cho các cháu. Chứ các cháu nó còn nhỏ dại thế này, tội nghiệp lắm. Dạ thầy ơi, con thổi được thầy ạ. Dạ thầy ơi, con, con cũng biết thổi thầy ạ. Chúng mày thổi là chúng mày đốt nhà ông lên à? Dạ thưa thầy, tôi không thể nào ở bên này được. Xin phép thầy tôi về à? Kìa, kìa gì? Dì cứ ở lại dăm bữa nửa tháng à, cho các cháu nó quen đi. Mà gì này, người ta có câu muốn sang thì bắt cầu. Muốn con hay chú thì
con. Tiên học lễ, hậu học văn, các con phải ngoan ngoãn nghe lời thầy, đừng để thầy của mắng trách phạt, nghe chưa? Dạ. Dạ, xin phép thầy tôi về ạ. Ê kìa, gì? Dì cứ ở lại cho các cháu nó quen đi đã. Mà tối đến á, dì có muốn học thì tôi cũng chấm cho dì. Ấy kìa dì, tôi đã nói hết nước hết cái, thế mà dì chẳng hiểu tình cảnh của tôi. À thế dì ở lại dăm hôm có được không? Dạ không được thầy ạ. Ba hôm có được không? Dạ cũng không được thầy ạ. Đêm nay có được không? Dạ thưa thầy, nhà cháu đang còn nhiều công việc. Dạ thu xếp xong tôi mang lương thực sang cho các cháu, lại xin được hầu thầy ạ. Ui giời. Dạ xin chào thầy tôi về ạ. Mùa màng bận thế à. Ê kìa gì? Gì ơi gì? Thế kính gì lại nhà nhớ? Thầy ơi à? Dì con về xa rồi, thầy dạy anh em chúng con học đi ạ. Về xa rồi à? Dạ. Sách đâu? Dạ, sách đây ạ. Bành sách ra. Mở sách ra chứ ạ. Mở hay bành thì cũng thế. Dạ, thầy ơi, học thế nào? Thầy bảo anh em chúng con ạ. Đã đến đây ngồi xuống học đi. Đã đến đây ngồi xuống học đi. Ai đã bảo mà mày đã học? Ai đã bảo mà mày đã học? Ôi giời ơi, khoan đã. Ôi giời ơi, khoan đã. Họ. Này các con ơi, các con khát học lắm à? Dạ. Ừ thì học. Dạ thầy ơi, chữ này là chữ gì ạ? Tệ là tệ. Tệ là tệ. Tệ là tệ. Dạ, thầy ơi, thế còn chữ này là chữ gì ạ? Mày á, tệ là tệ hơn. Tệ là tệ hơn. Tệ là tệ hơn. Tệ là tệ. Tệ là tệ hơn. Tệ là tệ hơn. Đọc to lên. Độc ác là độc ác. Độc ác là độc ác. Độc ác là độc ác. Dạ thầy ơi, thầy dạy anh em chúng con thì thầy phải dạy vào mạch sách, chứ thầy còn dạy tệ với độc ác là như thế nào ạ? Này, gì mày về, mẹ mày về, cả nhà mày tệ, cả nhà mày độc ác, còn gì nữa mà. Thầy cứ nhắc đến mẹ con. À này các con ơi, mẹ các con với dì các con về đến nhà rồi đấy nhỉ? Vâng, về đến nhà lâu rồi thầy ạ. Thế bây giờ các con muốn học sách gì? Dạ, thầy dạy anh em chúng con sách sử ạ. Sách sử? Thưa được. Thế thầy giảng sách sử cho các con nghe nhá. Dạ. Các con có biết tiên học lễ hậu học văn là thế nào không? Là thế nào ạ? Là trước tiên các con phải lễ độ lễ phép với thầy, phải biết kính trên nhường dưới. Sách có câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Sau này các con có làm nên đi nữa cũng không được quên công thầy, mà ơn báo nghĩa đền nghe chưa? Dạ chúng con nhớ rồi ạ. Học cả tiếp bồ kích bồ cát thà rác lên cây gió đánh lung lay. Thầy đang giảng bài mà mày cứ
nhìn vẩn vơ đi đâu thế hả? Dạ, thưa thầy. Hử? Con nhớ mẹ con muốn về với mẹ con. Này, nhớ à, tao đây này, tao còn nhớ bằng chín mày ấy. Thôi, các con, dạy thầy bảo, nhanh, dạy thầy hỏi cái này nhanh. Này, các con ơi, thế kể từ khi cha các con sớm khuất, có ông nào, bác nào, hay chú nào đến chơi với gì các con không? Chúng con không biết. Thế thầy hỏi nhỏ nhá. Thế bây giờ thầy giả dụ thế này, thầy ví dụ thế này này, các con mới lại gì các con sang bên này ở hẳn với thầy, thế các con có đồng ý không? Chúng con không biết. Trời ơi, dạy dỗ bao nhiêu ngày hỏi cái gì cũng bảo là không biết thế chứ nhỉ. Ôi, bảo vẻ dăm bữa nửa tháng mùa màng xong xuôi lại sang, thế mà mãi chả sang, không biết lại vui thú với ông nào rồi chứ nhỉ. Dạ thầy ơi, hả? Chắc là gì con? Mẹ con bận quá nên không ra được đấy thầy ạ. Bận thế à? Dạ thưa thầy, ơn thầy dạy dỗ, anh em chúng con nay đã nên vóc nên hình, tiền gạo hết, nay chúng con nhớ nhà nhớ mẹ. Dạ, xin phép thầy cho anh em chúng con về nhà thăm dì ít bữa, tiện thể mang thêm lương sang, rồi chúng con lại sang hầu thầy ạ. Các con nói là các con nhớ nhà, nhớ gì, nhớ mẹ. Được, thầy cho các con về. Nhưng thầy dặn này, các con đi đường, anh em nhớ trông nom nhau cẩn thận nhá. Dạ. Nhớ, ra thầy bảo. Thế thôi nhá. Bé, ra thầy dặn này, về nhà nói với mẹ con nhá, là thầy nhớ lắm, thầy mong lắm. Thôi thì thầy cho các con về. Mày nhìn quan có oai đâu xem nào. Đâu xem nào. Úi giời, úi giời, úi giời ơi. Dạ bẩm quan, dạ oai lắm à. Có quách không? Úi dạ quách lắm à. Quan xưng danh nhé. Dạ vâng ạ, quan xưng danh. Ấy như tôi đây là xá thời buổi nhiễu nhương, chỉ lợi có đồng tiền miếng nạc miếng xương, là xá tôi sơi tuốt, lấy tiền không để mặc, đòn đánh chẳng tiếc tay, bất cứ lẽ dở hay không cần đâu phải trái. Lâm đến sự có tiền mới phải, không có tiền thời mắc tội oan. Có câu vô phúc tới cửa quan, vô lễ vật thì đòn roi tù gốc ngọt kiếp. Học lúa. Cái gì đây?
Dạ, con đây ạ. Dạ, khoan đã gọi ạ. Mau theo ông vào làng thúc thuế. Dạ. Vâng ạ. Ngày hôm nay mà không kiếm được đồng nào thì về vợ ông nó thiếp. Ui giời, ghê. Ôi, thế ạ. Dựng ông lên kia. Dạ. Quan lên kiệu à? À. Chân anh bóp cho. À, em có đói không? Để anh lấy cơm cho em ăn nhá. Cả anh cũng ăn cơ. Anh cũng đói rồi còn gì. Ừ, anh em mình cùng ăn. Nhưng lấy đâu ra rau bây giờ? Rau ngọt cơm à? Ừ, anh nhắm mắt lại. Đây này, con dao mẹ vẫn hay mổ câu ở nhà đấy. Ừ, dì chú đáo tận đấy. Dì biết anh em mình đang cần dao mà. Này, em ăn đi. Em xin. Mà, anh cũng ăn đi. Ừ. Anh Mạnh ơi, em nhớ mẹ lắm. Em chỉ mong sao cho thật nhanh về đến nhà. Chắc là mẹ cũng đang mong anh em mình về đấy. Anh nhỉ? Ừ. Anh Thành ơi, con chuột chuột ngô kìa. Để em bắt nó nhá. Ừ. Chất lõ lổ thân thể, anh và mình làm phúc lấy công tìm hiệp cũ táng đi cho họ. Không, em sợ người chết lắm mà. Trời sắp tối rồi, ta còn nán lại làm gì, cút bỏ đấy mà về cho nhanh, kẻo ở nhà mẹ ngóng. Đi anh. Nhưng bỏ đi bây giờ anh chẳng đành lòng. À, em không nhớ, lúc cha còn sống cha vẫn nói làm phúc cho người chính là mình đã hưởng phúc lộc đó sao. Nhưng mà em sợ. Em đừng sợ. Dì đã dạy anh em mình làm việc thiện lương, biết đâu người chết sẽ phù hộ cho anh em mình đi thi kỳ này đỗ đạt. Đi. Chúng mày đào bới cái gì ở đấy thế? À. Chúng mày không sợ ma? À, chúng mày không sợ ma. Ông ơi,
Chúng cháu là học trò, chúng cháu không sợ ma. Học trò đã bới cái gì ở đấy? Dạ, chúng cháu đang bới khoai ạ. Ui, nó bới khoai, con ơi. Khoai đâu? Cho quan củ. Này, khoai đâu? Cho nó với hai thằng tao với thằng củ. Dạ, ăn hết rồi ạ. Ăn hết rồi. Thằng này, xéo ra kia. Xéo ra. Thì xéo ra kia. Xéo ra đây. Đi lại, đi lại. Ôi, thế này mà chúng mày bảo là khoai à? Dạ. Khoai gì mà có cả chân, cả tay, cả đầu lủng lẳng. Ui dồi ôi, thóc lúa. Dạ. Lôi chúng nó ra đây. Dạ. Mày đi ra đây. Đi ra. Thì ra chúng mày giết người cướp của. Khai à. Ra, không tao đánh nó tuốt xác bây giờ. Khai ra. Dạ, dạ, dạ bẩm ông, anh em tôi đi học đường xa, về tới đây giữa lúc chiều tà, dạ, thấy xác người nằm ở bên đường loa lổ thân thể, anh em tôi động lòng thương xót. Chôn cất người ta, dạ, làm phúc lấy công ạ. Dạ bẩm ông, quả đúng là như vậy. Quả là anh em cháu không phải kẻ giết người. Không giết người mà lại biết chôn người à? Tiền của để đâu? Đưa đây, ta còn nể tính soi xét. Đưa tiền đây, đưa đây. Dạ, 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 dạ bẩm quan ạ. Dạ, có con dao vật đây tăng chứng quan ạ. À, con dao này, là vật chứng như ấn tiền. Chúng mày còn chối à? Hả? Dạ, xin ông hãy nghĩ lại cho. Con dao bổ cong bé tí tí kia thì giết người sao được ạ? Tao không cần biết, nghe tao hỏi đây. Chúng mày giết người hay đồng đảng giết người, đúng không? Dạ, chúng cháu không có đồng đảng nào cả. Dạ, chúng cháu không giết người ạ. Không giết người này. Anh Mạnh ơi. À, mày còn che chắn cho nhau ạ. Che chắn cho nhau này. Thầy ơi, không được giết anh tôi. Cháu. Thóc lúa. Dạ. Lôi hai thằng xanh con này ra quánh tuốt xác cho ông. Dạ. Đi dạy cháu. Anh Mai cháu. Đi dạy. Ê khoan. Dạ. Áo lụa mới đây. Nhà chúng nó chắc cũng khá giả nhỉ. Dạ. Dạ. Lôi chúng nó dậy. Dạ. Nào. Ê, dạy nào, quan hỏi nào, dạy đi. Dạy, ngồi lên nghe quan lớn hỏi kìa. Hai thằng kia, nghe tao hỏi đây. Nhà chúng mày ở đâu? Bố mẹ còn hay mất. Dạ, bẩm ông, anh em tôi quê ở huyện Vĩnh Gia. Tôn dân là cha, mẹ Bạch Thị, nay đã sống thác. Sinh đôi tôi hay còn trứng nước. Ở cùng dì tên gọi Trinh Nguyên. Nuôi hai tôi nay đã lớn khôn. Sắm tiền gạo cho chúng tôi đi học. Thôi. Bây giờ thế này nhá. Tao sẽ cho một đứa về nhà gặp mẹ. Còn một đứa tao sẽ giữ làm tin. Khi nào mẹ chúng mày mang đủ 100 lạng bạc tới đây thì anh em chúng mày không phải lên quan. Mà tao cho mẹ con chúng mày đoàn tụ nha. Sướng ra còn gì. Nhưng nhà tôi nghèo, lấy đâu ra 100 lạng bạc ạ? Không có tiền. Dạ. Không có tiền thì phải ngồi tù. Mà chúng mày biết rồi đấy, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Không có cái khổ nào mà cứ khổ ngồi tù đâu con ơi. Anh Mạnh ơi, hay là anh để em về nhà gặp mẹ, chạy tiền cứu anh. Không được, mẹ đã vất vả lo cho anh em mình ăn học. Chúng mình đừng làm khổ mẹ nữa. Hay anh nhận một mình anh giết, để họ tha cho em. Không, anh em mình sống chết có nhau, hai đứa cùng oan. Sao để mình anh mang tội? Cha đã dạy, làm người phải sống cho khí tiết. Lúc gian nan, sao nỡ bỏ nhau? Không được, là phận em phải nghe anh. Dạ, bẩm ông. Sao? Em tôi nhỏ dại, chưa biết điều chi. Cái xác kia chính tay tôi giết. À. Không phải như vậy, anh tôi vì thương tôi nên mới nhận tội thay tôi. Dù thực sự, cái xác kia là do tôi giết. Không, là do tôi. Là do tôi. Thôi. Anh em chúng mày đều nhận tội giết người. Thật chẳng hiểu ra làm sao. Đến nước này thì thao lúa. Dạ. Giải chúng nó lên quan lĩnh thưởng. Dạ. Thank you.
nào ai hơn tớ nghĩ cõi trần gian. Ấy tớ chỉ hơn ai con cái nhàn, ấy tay gầy vai mang hoàn sự nghiệp, giờ lần chân dần vết nơ giang sàn, mà vội mà cần tớ chả có đi đâu, mà vội mà cần thung thắng con gầy, giờ lần bậc thang chứ mới tung hành một cõi giang sàn, chẳng thèm nhấc và nháy chàng mà nhìn ai sống ở trên đời cho đáng mặt là dài, sống trên đời phải cho nó đáng mặt là dài nhá. Đáng mặt là dài, sống ở trên đời cho nó đáng mặt là trái, sỏi xanh cũng lợi, trông gai cũng treo, dù ai sang phận đói nghèo, rừng tớ chẳng có nhìn là theo làm gì, chứ mới nhất cao là cái núi Ba Vì, nhất cao là núi Ba Vì đấy, là núi Ba Vì chứ mới nhất cao là núi Ba Vì, tớ trông cũng chẳng có lấy gì làm cao, chứ mới ơn rời ngày tháng tiêu dao cùng đàn gì bà phách, lúc nào cũng vui tớ chỉ giả vờ dâu biết sang rồi. A Cần ơi, ơi Cần ơi, con có khôn con chớ con ly bì à. Con mau dậy con vén cánh đoài, con dẫn thầy ra chờ cho thầy đón khách à. Này sao nhớ mua bức tranh con khảm vào bức vách. Ừ, tốn bao nhiêu tốn cấm con làm càn đấy. Ui giời ơi, tốn mới chẳng càn à. Thầy nhớ cái thời bàn cổ sinh ra cái ông Xe Hoàng. Ê, ê thầy ơi hả? Sinh ra ông Thái Hoàng chứ thầy. Này cái gì? Anh biết khối à? Thầy biết khối. Thế tôi hỏi anh nhé à, thế thịt gà xé với thịt gà thái thì cái nào ngon hơn? Ơ, thế chịu thầy rồi, thầy lại chuyển sang thịt gà, chịu thầy rồi. À, cái thời bàn cổ sinh ra với ông Thái Hoàng à, cũng được chữ Tam Hoàng huynh đệ chi tương kế à. Nhưng thầy đây không phải là người tứ xứ, mà chính là hiền tướng thông dong. Ái dạ, ghê quá. Vì khinh đời không thèm mở mắt trông, quay quá. Quanh năm là ăn về nhà bốc. Ơ, thầy ơi. Cái gì đấy? Bát đũa thầy đâu mà lại ăn bốc thế hả thầy? Sao? Này, cái gì? Anh đừng có mà nói lái xả xiêm nhá. Ồ, thế nói cái gì? Này, sao? Bốc ở đây ấy là bốc đồn à. Bốc con toán à. Chứ có phải là như con nhà anh bốc cơm nguội đâu, chỉ là cứ tưởng thầy bốc cơm nguội. Anh em ơi. Ừ. Tới chợ chưa nhỉ? Đến chợ rồi đấy thầy ạ. À, tới chợ rồi hả? Ờ. À, thế vào chợ nào? Ờ, vào chợ thôi. À, thế mà bên đây em ngồi đâu nhỉ? À, thầy cứ ngồi cạnh cho anh hàng nâu. Sao thế? Không ngồi anh hàng nâu. Anh này hay văn cục lắm. Úi giời ơi, cục nâu chứ có gì đâu hả thầy? Cục nâu cũng là cục. Cứ nói đến cục là thật ghê lắm. Thôi. À thế à? Ừ, thôi. Thế thì thôi, có khi thầy cứ vào bóng đa thầy ngồi đâu ra nhỉ? Ờ, thế thầy ngồi góc đa cho nó mát thầy ạ. À, thế thì vào góc đa cho nó mát nhỉ? Ờ, thế vào góc đa nhỉ? Ở đây, góc đa đằng sau thầy đấy. À, góc đa. Đây, đúng rồi. Gốc đa đây rồi à. Bóng mát xum xê quá. Úi giời, có trông cái gì đâu mà biết bóng mát hả thầy? Ô hay nhỉ à? Bóng mát nó quẩn cả vô chân đấy. Ái dạ. À nào. Ừ. Sớm mai sớm muốn tiền tốt đặt hàng, xem tuổi xem tác, xem đất xem cát, xem cả âm dương. Ai muốn xem mới vào thầy mở hàng cho mật khỏe. Này, lão thầy bói. Mẹ mày thằng nào mà lão với thầy hả? Ơ ừ. Thằng này lão. Lão phải gọi là quan. Quan xá. À, võ chữa. Ô, thế quan xá. À. Dạ, con chào quan xá ạ. À. Vâng, thế quan xá hôm nay muốn xem là về cái đường gia sự hay cửa nhà, âm phần hay là mồ mả. À, ta muốn nhờ ông xem cho ta về con đường thăng quan tiến chức. Phải, tao bảo mày này. Thằng này lại láo. Đã bảo là quan quan xá
em nhớ mồm. Quan Xá ơi. Sao? À, thầy là thầy chỉ xem về cái đường ra sự ấy cửa nhà ông phần mồ mả. Chứ cái đường đường thăng quan tiến chức là thầy không có xem đâu nhá. Này. Đã là thầy bói thì cái gì cũng phải xem được. À, nếu mà không xem được ấy thì ta sẽ đập tan cái sáp này của ông ấy. Con. Quan Xá ơi. Cả nhà em có trông mỗi cái chóp này thôi. Quan Xá mà đập đi thì chỉ có nước mà treo mồm mà. Xem gì xem như làm gì mà nóng thế. Nhưng mà này, xem về cái đường thăng quan tiến chức không dễ đâu các bố ạ. Không cẩn thận là tôi đấy. Thôi xem nào. Xem đi. À thế Quan Xá hôm nay về đây có việc gì nhỉ? À, ta vâng lệnh triều đình về huyện Vĩnh Gia truy lùng bọn tội phạm giết người lưu manh trộm cướp. Thế bắt được đứa nào chưa? Ta đã bắt được 2 thằng học trò giết người, hung khí là 1 con dao bổ cau và tang vật là nắm cơm đang ăn dở. Đấy. Quái nhỉ? Hả? Học trò giết người à? Đấy. Đấy. Ta muốn nhờ ông xem cho ta, xem có được thăng quan tiến chức về công tích này không? Được. Nếu Quan Xá muốn xem mới thì đặt quẻ đi. Áo xám, con cháu đi xa không chết đường thì chết chợ. Không cháy nhà. Con Nam Mô Di Đà Phật. Con Nam Mô Di Đà Phật. Con Nam Mô Di Đà Phật. Thầy ơi. Vậy phải làm thế nào? Làm thế nào hả thầy? Này, dạ, quẻ này ấy, thánh ngài dạy rằng thả ngay 2 đứa học trò giết người kia đi, có như thế thì sẽ hết đầu. Sao ông nói sao? Thánh ngài bảo thả 2 đứa học trò giết người kia đi, có như thế thì sẽ hết đầu. Ôi giời. Ông biết bắt được 2 thằng học trò giết người siêu đi thưởng cho bao nhiêu tiền không? Ông có biết cái đó không? Miếng ăn đến miệng, thằng này không bao giờ chịu để rơi. Miếng ăn đến miệng, thằng này không bao giờ chịu để rơi. Im! Mà động gì thì động, ta cóc cần biết. Ta chỉ cần kiếm được tiền. Đúng. Ông chỉ được cái nói quảng nói xiên. Đưa tiền đấy. Này thánh này nói đấy. Đưa đây. Tiền quẻ đây. Làm gì có tiền. Ai ra? Ai 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 ai. Chúng mày mới là quân ăn cướp. Sáng này ra ám khỏe, đúng là đi với bụt thì mặc áo cả sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Này điên sư chúng mày nhá, thầy mày bố thí cho chúng mày đấy. Giải vía. Ơ thầy ơi. Ôi. Chuyển chỗ thôi, gốc đa không hợp phong thủy rồi thầy ơi. Ôi giời, thế mà lúc nãy lại bảo là hợp phong thủy. Ơ thầy bảo ngồi cho nó mát thì biết đâu được đây. Thế được rồi, thế thầy chuyển đi. À, chuyển xuống dưới đi thầy ơi. Đây, đúng rồi, chỗ rồi đó thầy ạ. Chỗ này phong thủy đẹp. À, rồi. Chỗ này hợp phong thủy rồi. À, chỗ này phong thủy đẹp. À. Thôi thì thầy ngồi đây nhá. À. Gâm. Xem mai xem bố tiền tốt đặt hàng, xem tuổi xem tác xem đất xem cát xem cả ông Dương. Ai lành vía vào mở hàng lại cho thầy một quẻ nhỉ? Dạ, xin chào thầy ạ. Ô này,
Tôi nghe tiếng bà quen quen. Nếu tôi không nhầm thì bà chính là Trinh Nguyên, vợ thứ của ông Tơn Dân có phỏng. Thì ra thầy vẫn nhận ra tôi à? Chả là bữa nọ bà có sang nhờ tôi xem cho một quẻ để các cháu đi học đường xa. Dạ, đúng là như vậy. Chẳng nói dấu gì thầy, ngày mai là ngày giỗ cha của các cháu. Vậy mà đến giờ này vẫn chưa thấy hai cháu trở về. Lòng tôi như lửa đốt, cho nên tôi sang nhờ thầy xem hộ cho một quẻ. Bà Trinh Nguyên. Dạ. Bà nói là hai cháu đi học đường xa chưa về ư? Dạ vâng ạ. Quái nhỉ, sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ? Dạ thưa thầy, trùng hợp là trùng hợp thế nào ạ? Này, tôi bảo. Dạ. Khi nãy ấy, vâng, có một lũ đến đây nó tự xưng là xá lại của triều đình. Dạ. Nó nói rằng nó về huyện Vĩnh Gia này để truy lùng bọn giết người trộm cắp lưu manh. Chúng nó nói là nó bắt được hai đứa học trò giết người, hung khí là một con dao bổ câu, và tang vật là nắm cơm còn đang ăn dở. Này, cứ như theo tôi bấm đột thì hai đứa trẻ này bị bắt vào giờ dậu hôm qua. Còn có phải con nhà bà không ấy, tôi không được rõ. Trời ơi, mảnh chồng con ơi, mẹ cầu mong hai đứa trẻ kia không phải là các con. Nhưng sao lại có con dao bổ câu và gói cơm nắm ăn đường như tôi vẫn thường sửa soạn cho con đến trường đi học. Dạ, xin đội ơn thầy đã cho tôi biết. Nhà chị kia đứng lại. Dạ. Ôi giời ơi, tránh vòi trả xấu mặt đào, em chuồn thôi. Có phải chị là Trinh Nguyên? Dạ. Nhà chị có chát quan đòi, xem đi, rồi lên quan ngay lập tức. Dạ thưa ông, tôi này phủ nhân Lan Hóa, có tội gì mà quan có chát đòi? Tội gì ư? Hai con chị chúng nó giết người. Hai con tôi, chúng giết người ư? Phải. Không ông ơi, chúng nó là học trò còn nhỏ dại, có lẽ nào dám làm điều phi pháp. Học cái gì? Học giết người á thì có. Không. Mà tôi nói cho nhà chị biết, tôi đã tra khảo chúng nó. Chúng nó nói có mẹ là Trinh Nguyên. Chị đẻ ra chúng nó, không dạy, để chúng nó đi giết người. Tôi thay mặt quan lớn về đây bắt chị. Kìa ông ơi. Đi. Đi. Ông ơi, tôi xin các ông. Ông ơi, đã có lệnh quan về bắt, lẽ nào dám không tuân? Tôi xin ông và các cậu gia ân cho tôi về thu xếp cửa nhà. Sáng sớm mai tôi sẽ lên hầu quan trình cầu. Không được, lệnh quan khẩn cấp, không thể trì hoãn một khắc một giây. Còn nếu nhà chị muốn ấy thì... Thôi thì nhà neo đơn chẳng có gì, có chút tiền, dạ, mong ông cầm tạm. Tôi là tôi nể chị lắm nghe chưa. Nhưng mà này, sáng sớm mai phải có mặt hầu quan, rõ chưa? Dạ vâng ạ. Đi. Trời ơi, Thế là bỗng dưng trời nổi gió rung, sấm rền sét nổ, tai họa ập xuống đầu con thơ mẹ quá. Một mình tôi biết xoay sở thế nào đây? Hai thằng kia, nghe tao ở đây, chúng mày giết người hãy đồng đảng giết người. Dạ, chúng cháu không có đồng đảng nào cả. Dạ, chúng cháu không giết người. Mẹ ơi, chúng con bị oan, mẹ để cứu chúng con. Mạnh chồng con ơi, mạnh chồng con ơi. Tôn dân chàng ơi. Trinh Thành
Trinh Thùy. Lời nàng nói khiến ta cũng đau lòng, nhưng ta với nàng cách biệt âm dương, sao có thể cùng nàng lo chung đường xa thất. Hai con ta tuổi còn trứng nước, nàng đã có công nuôi dạy nên người. Ta thương nàng nặng gánh hai vai, một bên con chồng, một bên con đẻ. Tôn dân chàng ơi, thần thiếp cô đơn, con thơ mẹ quá, xa cách muôn trùng chẳng gặp mặt nhau, chẳng có khôn thiêng, chẳng có khôn thiêng hay phù hộ đồ trì cho các con thoát vòng oan khổ. Trinh Thị nàng ơi, các con ta oan khổ trốn ngục sâu, đang mong ngóng một tấm lòng người mẹ. Lương tâm của nàng sẽ là công lý, đức độ của nàng sẽ thắng tà tâm. Ta cảm tạ nàng nghĩa nặng tình thâm, xá biệt nàng hồn về cõi khác. Tôn dân, tôn dân, Trinh Thị, tôn dân, tôn dân. Tôn dân chàng ơi, mạnh chồng con ơi, dẫu có thể nào mẹ sẽ cứu các con cho bằng được. Cháu đói lắm, mệt lắm, không đi được nữa đâu ạ. Đói à? Mệt à? Dưới đây! Anh Mạnh ơi! Anh có làm sao không? Anh có làm sao không? Các ông ơi! Ông ơi! Ông cứu anh cháu với! Cứu cái gì? Anh Mạnh! Cái thằng này nó không làm sao đâu. Nó chịu đòn giỏi lắm. Mày cứ tè cho nó một bãi vào mặt là nó tỉnh lại ngay thôi. Anh Mạnh! Anh có làm sao không? Anh tỉnh lại đi! Anh đừng bỏ em! Rồi mẹ sẽ đến cứu chúng mình! Chào chú xá! Chào hai bác! Tử tù đấy hả? Lôi chú ra dậy! Dạ! Anh! Anh Mạnh! Anh Mạnh! Hai thằng học trò tôi đã bắt được quả tang. Hung khí là một con dao bổ cau tôi đã chỉnh lên quan. Giờ tôi xin giao lại chúng nó cho hai bác. Trời ơi, hung khí giết người là con dao bổ cau ư? Phải. Giết chuột còn khó, huống chi là giết người. Cái mùm, mang vạ có ngày. Thôi, chào hai bác, tôi về. À mà này, từ sáng tới giờ chúng nó chưa được ăn uống gì nên đói là thôi. Lại đây. Đó. Có sao đâu. Mẹ. Vào. Vào. Đi vào. Học trò cướp của giết người à? Rồi chúng mày sẽ biết tay không? Này, cầm lấy, ăn đi. Ai bảo chú lấy cơm cho tử tù ăn? Đừng chúng nó. Ngày mai tôi cho chú vào rừng đốn gỗ. Này chúng mày, chịu khó nhặt chỗ cơm này mà ăn đi. Để tao canh cho. Ăn đi. Anh ăn đi. Em cũng ăn đi.
mẹ chúng mày đâu, không trông chúng mày, để chúng mày đi ăn cướp hả? Chúng cháu không ăn cướp, mẹ chúng cháu vẫn nuôi chúng cháu mà. Thế bố mẹ chúng mày đã biết chúng mày bị bắt chưa? Bố cháu chết rồi. Cháu ở với dì cháu. Thế mày với thằng này là thế nào hả? Cháu là con mẹ già, còn em cháu là con mẹ kế. Vậy anh em chúng mày là cùng cha khác mẹ. Nhưng dì cháu vẫn thương cháu như con đẻ. À, vậy là nhà mày có phúc đấy. Thôi, đã đến giờ vào nhà lão. Đi vào. Anh Mạnh ơi, anh Mạnh, em sợ lắm, em không vào đâu. Em đi, nhanh đi, rồi mẹ sẽ đến cứu chúng mình. Không, em không vào đâu, em không vào. Đi vào. Nơi ngục thất, không hiểu Mạnh chồng con tôi bị giam giữ nơi đâu. Dạ, trình cậu. Cậu đây, hỏi gì? Cậu ơi, chẳng hay hai con tôi bị giam giữ nơi đâu, cậu làm ơn cho tôi gặp cháu. Nhà chị muốn gặp mặt con hả? Dạ vâng ạ. Thôi được, vậy có bao nhiêu đưa trước, rồi thằng này cho gặp. Cậu ơi, trong người tôi bây giờ không có một đồng nào cả. Sao? Không có. Cút ngay. Cậu ơi, hay là tôi còn có mấy vùng lụa chưa kịp đem ra chợ bán. Dạ, mong cậu thể tình nhận cho. Lụa tơ tằm đây, mát tay đáo để. Thôi được, tôi nể chị lắm mới cho gặp, nhưng chỉ được đứng từ xa nhìn, không được lại gần, rõ chưa? Dạ vâng ạ. Chó xem mặt tử tù.
con chị trước đây ở nhà đi học ăn cơm trắng cá ngon thì da trắng tóc dài, giờ vào đây ăn toàn cơm hồng cá ôi thì lấy đâu tóc dài da trắng. Không tin, không tin chị cứ gọi thử chúng nó mà xem. Có phải mảnh chồng đấy không con? Mẹ ơi trời ơi, làm sao đến nông nỗi này? Con ơi, mẹ ơi, oan chúng con lắm, mẹ hãy cứu chúng con. Mẹ biết các con của mẹ bị oan mà. Các con ơi, các con ăn ở ra làm sao? Hãy nói cho mẹ biết. Mẹ ơi, chúng con đói lắm, anh Mạnh cứ phải nhường cơm cho con. Trời ơi, đêm lạnh phải nằm đất, chúng con nhớ mẹ không sao ngủ được. Dì ơi, em chồng con bị sốt lại chẳng có thuốc thang gì. Áo mới mẹ may cho các con đâu? Trên đường đi, lính xã đã lột hết cả rồi. Họ chỉ cho chúng con mặc áo rách này thôi. Trời ơi, có tấm áo mà người ta cũng lột mất. Thôi, có mấy vùng lụa quê, mẹ con gặp mặt nhau như thế là quá đủ rồi. Xéo. Con ơi, mẹ mua bánh cho các con đây, các con ăn đi cho kẻo đói. Không được, từ tù không được nhận quà. Sáng sớm ngày mai, trước khi ra pháp trường chúng nó mới được ăn, rõ chưa? Mẹ ơi, sáng sớm mai chúng con phải ra pháp trường. Dì ơi, sáng sớm mai chúng con phải ra pháp trường. Dì ở đây xin với quan an sát tha cho chúng con. Các con đừng lo, mẹ sẽ không bỏ các con đâu. Hồn cha linh thiêng sẽ phù hộ cho các con. Thôi, đi vào. Con, mẹ ơi, con đi ơi. Vào con mẹ ơi, mày chồng con ơi. Trời càng thêm lạnh, không biết những tù nhân có đủ ấm hay không. Biết bao người đang mong ngóng đợi trông, mong giáp mặt những kẻ tử tù sớm mai ra pháp trường thành thiết. Màn sương buông xuống lạnh buốt thịt da, nỗi niềm muốn ngỏ ai thấu ý cùng ta. Thế thái nhân tình sao còn ngang trái, sao đây cho tình lý phân minh. Giải trình quan án từ tù đã được dẫn tới ạ. Chuyện thăng đường xét xử.
đường luận tội. Cha chúng thác, mụ chẳng khuyên con để chúng bất nghỉ. Đã hay rằng tội hữu sở quy, nhưng cũng bởi nhà ngươi bất giáo. Dạ, trình quan án, hai con tôi thực là hiền thảo, đâu dám làm điều gian dảo bất nghỉ. Tôi nuôi con hôm sớm bù trì, dạ, giữ lấy chữ nghĩa nhân làm đào. Có gan! Con phạm tội giết người, mẹ nói điều đạo lý, sự thực rành rành, còn chối cãi được sao? Dạ, trình quan án, xin quan án đèn rời soi tỏ, hai con tôi chung bị hàm oan. Cai ngục đâu? Dạ, dẫn tứ tù ra đây, cho mẹ con nhận mặt. Ê, ê, ê. Mạnh chồng, con ơi! Mẹ, mẹ con! Mẹ ơi! Oan chúng con lắm, mẹ ơi! Mẹ biết các con của mẹ bị oan mà. Các con ơi, sự thể như thế nào? Các con hãy nói cho con và mẹ đây được biết. Dì, dì ơi! Anh em con học ở nhà thầy, tiền gạo hết, chúng con nhớ nhà, nhớ mẹ. Về tới Quang Đồng không vắng vẻ, nhạc trung xa tây xác cử thi, chúng con đồng lòng thương xót nên vùi lấp nó đi, gặp tuần lệnh buộc cho hiếp sao. Chúng con cũng toàn liều mình một tác, nhưng còn e phụ mẫu quên công. Dì nuôi anh em con chưa được cậy trông, hiểm một nỗi tự thân con chưa kịp báo. Nghe con nói mẹ trách lòng người điên đảo, than thở cùng đất rộng trời cao. Thấy con được mẹ nào đâu có quản. Hai tên kia, chúng bay nói chúng bay là học trò. Đã là học trò thì phải biết đạo thánh hiền, biết điều nhân nghĩa. Vậy hãy nghe ta hỏi đây, trong sách thánh hiền câu nào nói về chư đạo? Hãy nói ta hay. Dạ bẩm quan, nhân bất học bất chi lý, có nghĩa là con người không học thì không hiểu biết, mà đã hiểu biết sẽ biết khuyến thiện trừng ác, biết đạo làm người quân tử. Mà đạo làm người quân tử phải biết tề gia trị quốc bình thiên hạ. Dạ bẩm quan, tiên học lễ hậu học văn, có nghĩa là người học trò trước tiên phải học lễ nghĩa rồi mới học văn bài, phải biết tôn sư trọng đạo, yêu chính ghét tà, hiếu nghĩa với mẹ cha, không phụ công ơn thầy dạy bảo. Khá khen cho hai người đã thuộc chữ thánh hiền, nhưng luật pháp nghiêm minh, sát nhân giả tử. Này mụ, trong hai đứa trẻ, đứa nào không hiền, mụ hãy nói ta hay. Dạ, trình quan án, hai con tôi hiền thảo cả hai. Dạ, xin quan án đèn rời soi tỏ. Thế tình mụ, cảnh con coi mẹ quá. Những việc giết người đâu phải chuyện chơi. Chuyện giết một ta tha cho một. Không. Dạ, chỉ quan án, mẹ con tôi nguyện cùng sống chết,
dù có thế nào cũng không thể lìa nhau. Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Là người mẹ không cứu được con mình thoát vòng tai họa thì sống ở đời còn có ích chi? Xin quan lớn, xin quan lớn hãy giết người mẹ này cùng hai con trẻ. Không được, án hình đã rõ, tội này hai đứa trẻ phải mang. Mụ có giết người đâu mà chịu chém đầu ấy cho con mụ được. Dì, dì ơi, quan ngài đây vừa nói rằng ngài giết một còn tha cho một, vậy dì hãy cho con được thỏa lòng mong ước, đền đáp ơn dì nuôi dạy bấy nhiêu năm. Dì, dì hãy cho con được chết thay em chồng. Không, anh Mạnh, Mạnh là trưởng, trọng thời là em. Nhà ta nay thiếu trọng cũng nên, nếu thiếu Mạnh, cậy ai thờ phụng? Không được, em phải sống, em phải thay anh dâng mẹ thờ cha. Có như vậy, có như vậy mới là con có hiếu. Dạ, bẩm quan, con Tuần Mạnh xin nguyện chấp thay em con tôn trọng. Không, dạ, dạ bẩm quan, xin ngài hãy để cho anh con sống. Con tôn trọng, xin được chấp thay anh con Tuần Mạnh. Dạ, xin ngài hãy giết tôi mà tha cho em tôi. Dạ, bẩm quan, xin quan hãy giết tôi, hãy để cho anh tôi được sống. Không, hãy để cho anh được chấp thay em. Bao phủ. Hãy để cho người mẹ bất hạnh này được nói lời cuối cùng trước khi vĩnh biệt con mình. Thế gian này
ai chẳng yêu vì con đẻ. Cớ làm sao mụ xin giết đứa bé, thà cho đứa con mình chẳng dứt ruột sinh ra. Dạ, trình quan án, thằng bé này, thằng bé này là con tôi đẻ. Thằng lớn đây, mẹ nó không còn, nó đã thiệt thòi tủi phần cô đơn. Nếu giết nó, tôi càng thêm ân hận. Ngài giết đứa bé này, tôi muôn phần đau đớn, vì nó chính là đứa con tôi rất ruột đẻ ra. Nhưng nếu giết con chồng, tôi hổ thẹn với thiên chi. Trước là có lỗi với người mẹ hiền sớm đã ra đi, sau lỗi đạo thờ chồng thất tiết. Chồng con hay nhận cho mẹ một lời này. Không, mẹ, mẹ ơi, lòng mẹ quặn đau, con đừng trách mẹ. Một lời này quan án, xin người ấy đắn đo cân nhắc, suy xét sự tình án quyết công tâm. Xin quan án đèn rời ánh minh soi tỏ. Dạ, dạ lệ trình quan án. Nhà chị Trinh Nguyên đây, mẹ Thảo con hiền, có lẽ nào hai đứa trẻ lại dám làm điều thất nhân độc ác. Xin quan án hãy xét cho ạ. Trình quan án, người ta có câu mấy đời bánh đúc có xương,
bà Trinh Nguyên đây lại yêu thương con chồng chẳng khác nào con đẻ. Hai đứa trẻ thời hiếu nhân tiết nghĩa, dạ xin quan án hãy rộng lòng và tha cho chúng. Dạ xin quan án đèn rời anh minh soi tỏ. Yên lặng. Dẫu biết rằng luật nước công minh, không thể vì tình mà xét xử, nhưng một người mẹ dám hy sinh đứa con mình dứt ruột đẻ ra để cứu lấy con chồng thì không thể dạy con làm điều ác. Hai đứa trẻ, đứa nào cũng nhận cái chết về mình, có lẽ nào là những đứa trẻ bất nhân. Thế gian này có mấy người mẹ và những đứa con như vậy? Tất cả hãy nghe ta nghị án. Linh, dạ, truyền lệnh ta tha cho hai đứa trẻ. Quan án anh minh, quan án anh minh. Dạ, mẹ con tôi xin đổi ơn quan án. Tấm lòng trung trinh nhân hậu của nàng thực đáng cho muôn thuở lưu danh. Ta sẽ tâu lên đức vua phong cho nàng 4 chữ vàng: Trinh, Môn, Liệt, Nữ.